tua chỉ bay bùa nó bị prang lep nhưng mấy cái đó còn kẹt nó còn bị prang rơ đây, tụi nó mà thả bùa lep ban nữa, tại khác nó còn bị rơ ban bao nhiêu chẳng đại, ta hết cả nơi miền má dương cầm bùng mưa, tiếp đốt nâng sát thanh tiếp còn cả bùa prang lep còn kẹt prang rơ, khi mà cầm bùng rơ rụp tiếp nè, mà sao mình đại khi mà thả trong bằng hai chun của mình ta thả chụp tụt chun ngay đi, bằng cô ông tan tu là sập cầm hôn vô thiê mình ông lén nâng ai chỉ chốn bảo mang chìm mở rối đa mấy tiền mở rối chùm nót nha đại trang ba đọc tu nè nè bà ní hát ca cát lang stơ rô thang ngày stơ rô thang ngày hai cọp bác tờ lơ ông tan tu là sắp ở rộp bóc cầm hôn chùm rốc thì hiên mình đồng lén nâng ai chuẩn mà sao mà ngay bà bay thang ngay buôn thang ngay à nâng prom nâng đồng bon prom đàn ở Ấn Đía vay khía bay dọc bay thang ngay tiền à lâu nâng sạc cam mà phiếp đó sạc hao khô khâu rồi bỏ vô thiê mình đồng lén bị bố chlai tóp tao nâng ca ngơp nâng tu à vút rồi bỏ bị chi chuẩn mình dân má thì hiện mình nó lén lúc mình nó lén có pra nó ca chơi to vĩnh tiền sạc cam một phía cụm sạc cam hiếp và dốt chắp đốt bằng plan tùm lẽ cổ bay phong đặt tiền bởi chi chôn chắp bởi chi chôn sầm lắp chôn sang say đốt bằng plan tiền sầm bánh oh rộp rồi khăn là tiền à rút phép như bạn bắt sau hiên vô mà tràn tiền á bảo vô rút phép video tới tích tiết cái blog bạc tiền cái blog à page bọc cho bạn hưng rồi chứ nó ọt hiên chẳng tế mẹ rút phép khá trâm tá rút phép phí hay tích tiền mà tại cho bạn ăn tha thì bái ai lúc nét bán bạn vô đôi bàn khơi đôi khi nhìn tiền á bạn đòi xa ta còn buộc băng lép còn cái băng rơ nâng hái tớ thưa ai phải chia bò rót rọ bò mi dần mà nâng rong cuộc tiền bò miên ban để giết đào thân để tha buộc nơi chôn bọt bò phôi để nơi chôn bọt nâng cứ triêm bằng vách là hốt chôn bọt sọc sai chầm ca nâng triêm bằng vách là hốt cái là miên cá bắt từng kích niên na mui tao trao tay phía luôn do bằng vách nâng rốt cho bầy phía luôn kịch bà mình chăng tế cứ cực thân ạ mọc đốt mọc một phần hai bà chia chôn nâng rong cực nâng bà tiếng vô thiê rồi bà mình nói lên bà tiếng bộ nẹ tò xù chia bì xế à lâu nó slap bà này dê tấu cơ quan thả nó không đọc bòn mua như tiền á bà như bà chăm chung bà đấy thì cơ quan thả lúc nẹ tôi bạc mua của lúc này mình đang thay vì nơi lại nát đây là tháng 2 cá này một cá lắm vì là biết mình khóc bí cầm chìa bỏ những tiền buộc bây mẹ to su nâng tay để trao tao mê phu mê khôn nâng chìa đại chương ở rộp bó thì hiền mê đây tiền sao chương vì muốn gần chân này chân tế mê phu mê khôn nâng cứ chìa sạch trâu ở rộp bó mẹ to su à ôi ta thả bà hét nâng nâng kì bàn chào là trao kì xâm lạp à hai chân mềm tiền cả là bà mũi cả này hay rằng mê khung mì dân mà xâm lạp đòi xa tệ kì chào thả ôi bò rà miên tàu thị hiền xâm lạp ở bà mũi à hay bà cô ông tên chết mà rôi ra tiền hay nó miên to tiền à lâu nâng căn ta khăn tàu miền ca còn trò lâu nâng miền hát ca muối đà mà rô rụp hiếp này ọt khơi nhìn miền rụp hiếp thọt tại vì nhẹ nhẹ nhòa tích đời xa ấy đời xa ta nẹ đại thọt nâng khi nhẹ thọt là biếp mình men chìa professional
เออรูปภิพนั้นนะติจําខ្ញុំបាទរកឃើញខ្ញុំបាទនឹងយករូបភិព Phụ nè to su nó cứ nè phụ nè cô nè trao nè phụ nè. Màu đó prup prap. Rồi hai phụ nè to su nâng tịch chiếng. Có thoi bạc tàu thoi chô bầy tàu. Cô thân nạc này ná. Vì chi chôn nè nâu nâng ấy. Sau bà man ấy bà man nâng cứ phụ tịch hiên chặt cả. Đốt tè đốt dùm bài. Chẳng tế miết bọt dùm phía mùi. រវាងអ្នកតស៊ូចលនាតស៊ូជាមួយអ្នកសាព័ត៌មានរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាផុសចេញក្នុងកិច្ចសម្ភាសនឹងដែលខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ត្រង់តែថាគាត់និយាយនឹងគឺវាដូចវាជាការពិតនៅទីណាគាត់និយាយថាគាត់អង្គុយមើលឃើញអង្គុយមើលពួកយោធាដូចជាបាតធ្លាប់ ទៅលោកមើលទៅហ៊ានលន់ណុលកាលពីជំនាន់នោះអញ្ចឹងយើងនៅឆ្ងាយយើងនៅព្រៃយើងមានកន្លែងពួនហើយយើងមើលទៅឃើញទៅហ៊ានពងដាល់ដុតផ្ទះដុតអីអញ្ចឹងដាល់បាញ់សម្លាប់ជ្រូកសម្លាប់មន់ទាអីអញ្ចឹងវាធ្វើតាមដែលវារបស់វាដូចពួកទៅហ៊ានលន់ណុលកាលជំនាន់មុនអញ្ចឹងគាត់ឲ្យសម្ភារថាយ៉ាងម៉េចគាត់ថាគាត់ឃើញសកម្មភាពរបស់ទៅហ៊ានមានអង្គឡាំង ធ្វើបាបប្រជាជនធ្វើបាបអ្នកស្រុកខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមានគ្រប់មានគ្រាប់អត់គ្រប់គ្រាន់គ្រាប់គាត់មានកំភ្លើងតែអត់គ្រាប់អត់គ្រប់គ្រាន់អូហូលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់ភាសានឹងទៀតហើយលោកអ្នកគិតមើលមើលថាតើវាក្តុកក្តួលប៉ុណ្ណាឃើញគេធ្វើបាបប្រជាជនខ្លួនឯងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនបងប្អូនគាត់ ហើយអ្នកតស៊ូនោះមិនមែនម្នាក់ពីរនាក់ទេវាច្រើនគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែគ្នាមានប្រដាប់ប្រដាអត់គ្រប់សម្ភារៈអត់គ្រប់កិច្ចសម្ភារៈនឹងជាបានចាប់អារម្មណ៍ពាក្យនិយាយថាខ្ញុំឃើញក៏ប៉ុន្តែពួកយើងមានគ្រាប់អត់គ្រប់ឥឡូវពាវនាវដើម្បីសុំគ្រាប់កំភ្លើងនឹងអ្នកតស៊ូមីយ៉ាន់ម៉ានឹងពាវនាវសុំគ្រាប់កំភ្លើងគាត់មានកំភ្លើងហើយតែមិនទៅកំភ្លើងម៉ាអី ແລະຊື່ຊື່ກໍອັດມີໂຕຕຶງຕຶງຊ່ວຍກອບກະພືງໄດ້ບັດນີ້ເດອັນນີ້ອັນນີ້ກໍລະເລືອກທີ່ປໍລະມີນແຕ່ຢູ່ປະຊົນຂອງມີຍານມາគេຖືຄລິບគេພອກໃນក្នុងບັນດາສັງຄົມຂອງគេໄດ້ປະໂມລຸຍປະໂມລຸຍໃຫ້គេນິຍຽດທີ່ຖ້າປະໂມນັ້ນໄດ້ຊ່ວຍ ដល់សកម្មភាពតស៊ូប្រឆាំងនឹងមានអង្គឡាំងគេប្រកាសអញ្ចឹងតែប្រហែលជាពេកនឹងប្រហែលជាបិទហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចតែគាត់ថាវាជាព័ត៌មានចេញមកហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីថាចលនាតស៊ូនៅក្នុងប្រទេសនេះផ្ទុះហើយក៏វាឆេះរីករាលដាលធំទៅធំទៅធំទៅទៀត ដូច្នេះមានរឿងច្រើនមានព័ត៌មានច្រើនដើម្បីយកមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តតែគ្រាន់ថាប្រសិនបើមិនធំដុំពេកទេខ្ញុំបាទក៏សូមរឹសទុកបើមានដល់ពេលសំខាន់មកនឹងយកមកជម្រាបជូនក៏ប៉ុន្តែមានរាល់ថ្ងៃទៀតថ្ងៃហ្នឹងគ្រាន់តែរាប់គ្រាន់តែស្លាប់មិនទាបពី 100 ទេទៀតទៅហៀនមានអស់លាំងមែនតែមកកន្លែងទេទៀតណាបាទច្រើនសមរភូមិ បារបទៅព័ត៌មានបណ្ដាញនេះបណ្ដាញនោះបណ្ដាញនេះសរុបទៅមិនទាបពី 100 ទៀតលើស 100កន្លែងខ្លះអស់30អ្នកកន្លែងខ្លះអស់70ទាហានមានអង្គលះទៀតតែដល់និយាយទៅអ្នកដែលខ្លះកាន់ជើងខាងមានអង្គលះឬក៏មានកំណត់មួយថាចុះមិនប៉ះគ្នាទៅងាប់តែទាហានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងជាបាទដាក់ជាសំណួរសួរដែរ ក៏ប៉ុន្តែតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់
cứ vía tầm lái hay cả bò miền trên mà đôi khi thì hiền miền đồng lèn sập tràn chiêng ai thạc nhập bát thì dây khó buồn đọc nè các bạn ta xả rốc xịt đầy máu do chỉ cá bán cứ nẹt to su sập tích thì hiền miền đồng lèn sập tràn thế nè bà thì dây âm pi sát than ở phía nơi bên tây thái tiền nè đi nè ngày tập mùi vì hai ca về ca lang chân tiền sưng ro giúp vì ắt chọc tiền nâng về đốt về bánh về pa khnì chỉ mua được bali miên sưng rò giúp tiền nó chỉ mất đinh đàng nè nè miên nè kỳ thọt ban bệnh tử ca muối lan bali bốc mô tô mà nó đua nâng plâu lan bali đánh bốc mà nó vì mình đánh bốc cái công tay của đoàn thảo bốc mà nó hay có ớt chốc mưu tì tại sao ấy là sao khai của bà tử ca nâng là hai rốt tập bắt ở lâu nâng miên bánh hà này cạt láng rương tinh tuôi của bàn tay bị khai thì chỉ rừng khổng ở lâu nâng đó thân nạn đại thá vụ này sẽ chênh mà hành cả lại đinh đai nâng dì dạy đinh đai nâng cứ chìa chấm nốt cái đau muối hai chấm cả lại nâng tầm bồ bỏ nâng rương bỏ rương cứ vụ bà ta có cái chong nóm khní tớ bà ta cám mục tê lô bình dứt chăn ô chà bì bằng bì khai môn hai bì bê nô máu miền cát đạ cú tu con tu nớ băng đầm bay cầm oi mà nó chọn tại bàn bà ta có chọn tại bàn hai cọ ba niên nó còn lại nâng ngay tì muối cọ ba niên tâu là nghe ngay tì pi tiết cọ tâu tiết ba niên tiết là nghe ngay tì bay tâu tiết ba niên tiết băng tiết miên bọc crop phao miên phao dẹp phao ấy nó tung tăng và lý nó có banh crop bằng crab nó có banh crop chua crop ấy mau còn cao có vô lan mà đánh banh cái nếp bênh ở đây mình lâu nó việc tao chỉ cái lấy nó tao chỉ sở mò rồi phù hai nét đẹp kì mưa rồi phiếp khang tam đàn thay để đâu nó người xưa thả ta lô bình dốt nó có bông thử ấy mấy cặp bản thôi ông ở rương nó và ca chứng à lâu nó và ca thông mến banh ha nó vô bài tầm nọ nội bài nó không giờ phi nó không chua rồi thả bá bảy bạc bạc sắm anh nói về riêng mùi hạt à riêng và chia chôn ba tạ cam đi tiết có căn từ thông tàu tiệt chẳng thế sự phiệp ca ha và tê pi ni mi dân ma đừng thay ni bị treo từ tam đàm tiền mục rồi thập ba Campuchia lục con sàn banh ha đã cố treo cho su cá pi bao man khai bồn và hai chưa bị chi chôn cam bị chi chiêng bẹt cả đàn bàn đạp lư khiêm để dây thả ba mình ao khiêm bưng chân ta ao khiêm từ bưng này nè nên mình men chia sầm đây lên sao hai co mình men chia sầm đây đào bay chan cha cho bốn này nè tê co bàn tay ní vi chơi rước bứt tại mà đâu khiêm ban để dây cho mùi nơi pê đà e đam vàng nguyên tiền cho bốn khiêm từ sầm phốt play lên ha sập ram top chop khai bồ sát từ phong đan cam về chiết thải, về nô khiêm ban để dây mà chồng luôn không thả. Ta miên là na đa tua để ti chồng nô chân, khẩu ca co sang hê tha ra chân na sập quan đan cam về chiết. Lấy rọp quan cửa lô mai, và quan từ đây xa, akisani nặng phai để tẩy tiệt. Ta là na mau chồng luôn, bà sân chứ, mình miên chân chuỗi. Ấy lời, sống phải chiết chân cam về chiết nơi tu tèo một tê, đã có phong sắp cao sai và to sọt. Ta khiêm miên cầm họ tế, nơi bế đã khiêm tư tổng nợ tổng đoàn cho mùi nâng mất chân hai ban móc nơi sầm mất tập hòa bẹp nịt nơi khăn tay chia sầm mất tập hòa mùi khăn nông chồng nông sầm mất tập hòa rớp rồi đại chia ca đã than thông thông lưu này dụ rõ mặt trời hồn sáng bàn lực lãng bằng thêm tiết bẹp mịt thà bà sân chìa khiêm miên cầm hò khăn nông ca tiết tông cho mùi chân
hãy tự tu ban sớm mất phần bài này chưa chuẩn nuôi ăn sầm nọ mà nói hai sầm biết được là bài chỉ khó sầm ai nè miễn tệ lấy coi ban trầm trầm mà hai lấy đi mân khoa tê Campuchia bờ sân bờ tê đờ tê trong tây ca co sang cả lại anh phục quân cây ra ở Campuchia và tỏ tiết Campuchia miễn cả lại nơi sau mà phải buôn khai trong tiết mà toàn miền sông chơi mà đã máu Campuchia xoa cung chân bàn thơ spiên phục bờ triêm spiên ti phục vầy hơi cập phương tới sông ân để tiền ấy lấy nơi khoa spiên chứ ra nè sông chơi chỗ rúm co sang spiên để lấy xa tiền đà rọt cổ rế triêm thơ mũi đây Campuchia ớt bạc để xa tì nhóm mần men dọc ở các nơi đảm bay nâng để dây ổng pi để dấu bái ca bỏ tê, rồi bỏ Campuchia tê. Có bọn ta đòi xa tức tập hiếp chạy xa đánh viên là mở ra ở kia ông tư tê. Để dây, đảm bay chẳng hôn bằng hành, thả nơ xa mất tập hôn bếp nữa. Vì màn ai cất miên bàn tê, bỏ sân bờ các miên tụng nẹ tụng đoàn lo, chìm ngôi nước mất chân. Có bọn ta lúc bọn tê xanh xa rít đại trên này về phía bánh hành để dấu bái nâng xuống cung Campuchia mơ khuyên thà. Cả lực lăng rồi bọn dụ rộng bằng trái Campuchia chia xa thì rảnh nạ bạp ní cứ ọt chồm nánh ảnh đủ tê. Phía xa nát xa là viên Campuchia chân vì mình mến chìa cũng học thế. Có bọn ta nấu bê là phía xa nát xa là viên Campuchia chân hay rõ tha bì bá hạ đôi chìa bằng hành tu xa nát ạ vứt chìa miên để lỡ mặt đá bà tê lộn dưới rây. Đại thuộc chùi Campuchia tăng bì xa năm mà bọn bổng bổ rơi cao sập mùi máu rùm đến ông ca bởi sao ta mà để giải trong cõi này luôn là dù rồi mình thấy quật như dây đọt đáy bằng hai nhầm pi ta bởi mình ai thật phân chân ai thật phân nền ná tâm bất tới rương nâng cả thay như bỏ quật chỉ rương trâm trâu bên tâm mình mến chỉ rương quật mình cua thay như chân miền này thay chỉ rương đáy trâm trâu tâm mình mến chỉ rương đáy cua như dây đáy chia sầm đầy mũi đáy bằng hai nhầm miền cả khoan cho lòng ta đòi tầm đẹp tầm nông cả tu hai việc phương ai cô là dù bài ca bỏ tê ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រការទូតរបស់កម្ពុជានឹងវាមានបញ្ហាដោយសារយើងឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់លើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងការទូតបែបការីចម្រុះពណ៌នឹងវានៅពេលដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រកាសក្តែងក្តែងតាក់ទងទៅនឹងរឿងការពឹងពាក់លើចិននេះវាទៅប្រឆាស់ជាមួយនឹងវាទៅបំផ្លាញនៅអាកូនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាទាំងមូលណាបាទ ໂດຍពីការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតសេងសារីលោកបណ្ឌិតគុណភិតដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមើលឃើញបែបនេះវិញថា ជាការពិតសាររបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺជាការថាភាពជាក់ស្ដែងនិយមនៅក្នុងការអនុវត្តនៅនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាពីព្រោះយើងដឹងថាជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានេះគឺយើងគេហៅថាប្តេជ្ញាផ្ដួលខ្លាំងទៅលើផលប្រយោជន៍ទៅលើអ្វីដែលយើងអាចទាញមកសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងយុទ្ធសាស្ត្រអានឹងគឺជារឿងជាក់ស្ដែងនិយម ហើយក៏ជាសារមួយច្បាស់លាស់សម្រាប់ដែលប្រទេសផ្សេងៗដែរថាកម្ពុជាឈរទៅលើផលប្រយោជន៍ដោយដល់ប្រទេសផ្សេងៗក៏តែងតែឈរលើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដូចគ្នាដែរយើងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយប្រទេសផ្សេងៗគឺខ្ញុំយល់ថាมันមានការរើសអើងទេគឺប្រទេសណាក៏កម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយដែរគឺសំខាន់ដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍និងផ្ដល់ការគោរពចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក លោកបណ្ឌិតគុណភាបានបន្តទៀតថាជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាបទពិសោធន៍នៃវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19នេះវាបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់អំពីប្រទេសដែលអាចនឹងពឹងពាក់បានក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាត្រូវការជាបន្តអញ្ចឹងវ៉ាក់សាំងដែលយើងទទួលបានពីប្រទេសចិននឹងគឺវាជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយដែលធ្វើឲ្យសម្ដេចមានភាពប្រកាសនិយមទៅលើនៃការនៃគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រទេសចិន ក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានថាជាសារបិទផ្លូវសម្រាប់កម្ពុជាມັນឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតទេគឺមានន័យថាជាសារមួយច្បាស់លាស់បើសិនជានាយឯងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវបដិសេធទេសូមកុំគិតថាសារនេះជាសារដែលនាំឲ្យមានការខាតប្រយោជន៍ជាតិគឺជាសារមួយដែលបញ្ជាក់អំពីជំហរច្បាស់លាស់ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិចំពោះលោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិញបើនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍យើងពិបាកវាស់វែងថាផលប្រយោជន៍ណាណាច្រើនជាងណាណាណាប៉ុន្តែប្រកាសជាមានផលប្រយោជន៍ក្នុងនឹងណាច្រើនជាងណាណាហ្នឹងវាត្រូវតែមានតួលេខនៅក្នុងការវាស់វែងរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាគ្រាន់តែជាផ្លូវឆ្លងកាត់
នៃគម្រោង BRI តែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ជាផ្នែកមួយដែលចិនត្រូវតែធានាទៅលើការបឺតស្រូបនៅវត្ថុធាតុដើមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពរីកចម្រើននៃឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2កម្ពុជានឹងអាចត្រូវចិនប្រើប្រាស់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការពង្រីកអនុត្រភាពសេរីឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្លឹងឃើញនៅយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗមួយចំនួនហើយអ្វីដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះជំហាននៅក្នុងការពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសដែលវាជារឿងមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដោយអាមេរិកចង់បង្ហាញទៅបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះអាចរស់នៅបានគ្រប់និន្នាការឬក៏គ្រប់លទ្ធិក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេលោកបណ្ឌិតសេងសារីបានបញ្ជាក់បន្តថាដូច្នេះហើយយើងឃើញថាបើយើងប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកុម្មុយនីសជនផ្ដាច់ការជនកុម្មុយនីសក៏អាចរស់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបានដែរអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឹងធ្វើនេះគឺចង់ឲ្យធ្វើម៉េចតើតើប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសបានទេអានេះជារឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងតំបន់ហើយរយៈចុងក្រោយនេះដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់នេះអាស៊ាននឹងត្រូវបានអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងត្រូវបានកំណត់ជាចំណុចក្តៅមួយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងមហាអំណាចពីរហើយបើសិនជាការប្រកួតប្រជែងអំណាចនៃមហាអំណាចពីរវានៅគៀកផ្ទះយើងរបៀបនេះហើយយើងចេះតែនិយាយបោបាច់តាក់តងទៅនឹងទំនាក់ទំនងបើមិនឲ្យពឹងចិនទៅពឹងអ្នកណានេះវាធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងប្រឈមជាមួយនឹងមហាអំណាចផ្សេងទៀតជាពិសេសមហាអំណាចសេរីណាតែមហាអំណាចសេរីនេះកំពុងតែមើលទៅលើវិធានការសិទ្ធិមនុស្សវិជាតបតៃនៅកម្ពុជាផងហើយបើសិនជាយើងបន្តនៅតែប្រកាសក្តែងក្តែងរបៀបនេះខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងរោគម្រាបសង្កត់អន្តរជាតិជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសសេរីនឹងវាមកលើកម្ពុជានឹងកាន់តែច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតកន្ធាការដែលមានទំនាក់ទំនងទៅបាននោះត្រាតែមានការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺការជៀសឆ្ងាយពីការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយសំខាន់បំផុតដែលអ្នកនឹងរៀបចំគោលនយោបាយការបរទេសស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសហ្នឹងដែលតែងតែអនុវត្តរបៀបដូចគ្នាហ្នឹងហើយយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែទាញផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិសម្រាប់ប្រជាជនឲ្យតែគិតគូរទៅដល់អធិបតេយ្យទៅដល់ឯករាជ្យរបស់កម្ពុជាខ្ញុំយល់ថាវាមិនមែនជារឿងដែលខុសឆ្គងទេគឺផលប្រយោជន៍ហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ហើយជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងគិតគូរឲ្យបានស៊ីជម្រៅដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេទៅមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមកុម្មុយនីសដែលมันមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលมันមានដែលគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យអីសុទ្ធតែហេតុអីបានសហរដ្ឋអាមេរិកទៅមានសម្ព័ន្ធភាពចាក់ទឹកមិនលេខជាមួយវៀតណាមហេតុអីក៏សហរដ្ឋអាមេរិកมันនិយាយរឿងប្រជាធិបតេយ្យมันនិយាយរឿងសិទ្ធិមនុស្សมันនិយាយរឿងនីតិរដ្ឋផងទៅពីព្រោះគេធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍គេអញ្ចឹងកម្ពុជាជាប្រទេសតូចក៏ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើអ្វីដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ជាតិខ្លួនឯងដូចគ្នាដែរបាទយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគូសបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះជំនួយរបស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមិនមែនទទួលតែជំនួយរបស់ចិននោះឡើយកម្ពុជាមិនដែលតតចោលជំនួយណាណាទាំងអស់គេមិនទៅនិយាយអំពីបញ្ហាកម្ពុជាលំអៀងទៅចិនទេព្រោះកម្ពុជាក៏មិនដែលបានតតចោលជំនួយណាណាទាំងអស់ហើយក៏មិនដែលប្រាប់យកណាណាធ្វើជាសិលដែរប៉ុន្តែបញ្ហាវាស្ថិតនៅត្រង់អត់មានអ្នកណាជួយវ៉ាក់សាំងបើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេបើកុំមានចិនជួយផ្ដល់កុំមានចិនជួយគត់គង់មកដល់ពេលនេះច្រើនណាស់កម្ពុជាចាក់បាន2លានអ្នកប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមជម្រាបជូននៅទូទាំងពិភពលោកកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលមានវ៉ាក់សាំងស្រោចនៅរាជធានីសូម្បីតែទីក្រុងប៉េកាំងប្រហែលជាពេលនេះមិនទាន់ចាក់ដល់ 99% នៃប្រជាជនប៉ុន្តែភ្នំពេញស្រោចវ៉ាក់សាំងយកដល់បរំដែលកាសែតអូស្ត្រាលីថ្ងៃមុនផ្សាយថាដោយសារកម្ពុជាស្និទ្ធស្នាលជាមួយចិនទើបកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនជាងគេនៅក្នុងរាជធានីរបស់ខ្លួននេះវាជារឿងពិតមិនមែនជាការប្រឌិតឲ្យលើកខុសខរឿងនោះទេបើតាមលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើទោះបីក្រសែភ្នែកប្រទេសខ្លះមើលកម្ពុជាក្នុងផ្លូវមិនល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែបន្តរាប់អានប្រទេសនានាជាមិត្តរបស់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនមើលមកកម្ពុជានៅក្នុងក្រសែភ្នែកដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលមិនត្រឹមត្រូវខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយសន្តិសហវិជំនឿអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍យើងធ្វើមិត្តជាមួយប្រទេសទាំងអស់គ្មានយកអ្នកណាមួយធ្វើជាសត្រូវលើកលែងតែពួកភេរវកម្មទេស
đại chia sẻ tới của bọn như có bàn tay lơ cá chết sai cá ăn vặt việc suy song từ lơ ba nhà ha ta nè na hiên bắt đầu chấm nuôi ấy như cá ăn vặt để vô bài cá bò thì mình mến chỉ riêng lên sao ấy thì hãy tới bắt cát với chi tới bắt cát với dùng mình hãy tới chui mình hãy tới sầm mình hãy mà rong tới lạnh mà rong tới cao mà rong tới chư mà rong tới bột luôn đi thôi rằng đi việc là khôi phát phải giao ra bao chuyện gì.